Rất là konnichiwa. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài 44 của Minna no Nihongo Dai Yonju Yon Ka. Câu đầu tiên. Cái gì mà nói nhiều quá cũng đều không tốt đúng không? Ví dụ như chúng ta buồn, chúng ta có thể là gì uống một chút xíu, nhưng nó uống nhiều quá có thể là chúng ta sẽ bị nhức đầu hay cái gì đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cách biểu thị sự vượt quá giới hạn. Biểu thị sự vượt quá cái giới hạn nào đó, sự vượt quá giới hạn. Và đa phần có lúc này nó biểu thị cái đánh giá tiêu cực, tiêu cực, mấy nghĩa tiêu cực. Rồi, thì quá nha, cái động từ quá đó chính là sugimasu, sugimasu. Các bạn lưu ý nha, sugimasu này nó là động từ nhóm hai, được chưa? Quá gì đó mình bao quá 7 giờ shichiji o sugimasta, đã quá 7 giờ rồi, hay tức là qua khỏi cái mốc đó rồi. Sugimasu là quá, rồi quá cái gì đó động từ thay mas bỏ mas, tính từ in bỏ in, tính từ na bỏ na luôn. Rồi chúng ta dịch là quá cái gì đó. Ví dụ tối hôm qua uống nhiều quá ha, tối hôm qua uống bia nhiều quá cho nên là sao nhức đầu nghe chưa. Tối hôm qua you be, you be uống bia nha, beer uống nomimasu bỏ mas cộng sugimasu, sugi be atama ga itai desu, atama ga itai desu, atama ga itai desu. Yube biru o nomi sugite atama ga itai desu. Tối qua uống nhiều quá cho nên sao? Nhức đầu. Cho nên nhức đầu. Hoi. Bạn mặc vô cái áo mà sao nó rộng quá ha? Rộng quá, không vừa. Kono shatsu, shatsu. Kono shatsu wa bự quá, bự quá. Uki, uki tính từ y bỏ y cộng sugimasu, uki sugimasu, uki sugimasu. Kono shatsu wa uki sugimasu, cái áo này thì nó bự quá này nha. Hoặc là gì dạo gần đây ăn nhiều quá lỡ mập rồi này nha, mập mất tiêu rồi. Dạo gần đây ăn saikin, saikin. Rồi ăn nhiều quá nên ăn nhiều quá. Tabe sugite, tabemasu bỏ mas cộng sugimasu, tabe sugite. Vì nha, tên đây đang là vì nha. Vì dạo gần đây ăn nhiều quá cho nên là mập mất rồi. Futorimasu, futotte shimaimashita, futotte shimaimashita. Bạn nhớ là te shimaimashita đang diễn tả ý gì? Tiếc nuối, được chưa? Hối hận ăn nhiều quá giờ mặt hối hận. Saki tabe sugite futotte shimaimashita. Dạo gần đây ăn nhiều quá cho nên tôi mập mất rồi, được chưa? Hai. Thích nha, bạn thích. Mà cho dù là gì thích bao nhiêu đi chăng nữa mà uống nhiều quá cũng gì có hại cho sức khỏe, người dân. Có nhiều người là họ thích uống bia hay là uống rượu, nhưng mà ví dụ một ngày bạn uống một chai hay là bạn uống một vài ly rượu vang thì rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu bạn uống nhiều nó ngược lại nó sẽ có hại cho sức khỏe của mình ha. Trời, cho dù thích bao nhiêu đi chăng nữa, còn nhớ không, ikura mệnh đề điều kiện hết, điều kiện nghịch, được chưa? Điều kiện nghịch. Ikura suki thích, suki demo, suki demo nhớ ha. Mệnh đề demo là mệnh đề điều kiện giả định nghịch, được chưa? Mệnh đề giả định nghịch. Ikura suki demo mà uống nhiều quá, nomi sugite, nomi sugite thì đều gì có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe ha. Ảnh hưởng xấu đến cơ thể, karada ảnh hưởng đến cái gì đó đi, bây giờ từ lý nha, nó chỉ cái hướng mà gì cái hành động nó hướng tới hoặc tính từ nó hướng đến. Karada ni warui desu yo, warui desu. Ikura suki demo
飲みすぎて体に悪いです。体に悪いです。cho dù thích bao nhiêu đi chăng nữa và vì uống nhiều quá thì cũng cũng có hại cho sức khỏe ha, có hại cho sức khỏe. Rồi, hoặc là gì? Cái xe đạp đó là bạn mua cái xe đạp mắc quá cho nên sao? Không có mua được. この自転車 wa mắc hẳn, thật cài bỏ đi, thật cao sư nghi tệ không mua được ha, diễn tả khả năng kaemasen. Cô chỉ tên xả đó, thật cao sư nghi tệ kaemasen, vì cái xe đạp đó nó mắc quá, tôi không mua được ha, không mua được. Rồi, hoặc là gì? Bạn biết nhiều bạn viết cây viết chì, sẽ viết chì mà mình chuốt viết thấy thương còn có khúc vậy, bạn ráng xài nha. Thì khi viết chì nó còn có một khúc như thế này thì sao, nó ngắn qua mình không sử dụng được. その鉛筆 và ngắn quá, mizikai bỏ đi, mizikasugite không sử dụng được. Tsukaemasen cái cây cái chì đó nó ngắn quá không sử dụng được ha. Sono enbitsu wa mizikasugite tsukaemasen, được chưa? Vì cái cây viết chì đó nó ngắn quá cho nên không sử dụng được ha. Rồi đây là cấu trúc đầu tiên sugimasu. Với lại sugimasu nó biểu thị sự vượt quá giới hạn và đa phần là mang cái ý nghĩa tiêu cực, Rồi, kế tiếp của bài này chúng ta sẽ học cách nói dễ làm gì đó hoặc khó làm gì đó. Ví dụ nói tiếng Nhật khó học ha, kanji khó nhớ, món ăn này khó ăn, được chưa? Biểu thị khó hoặc là dễ làm không? Hoặc khó hay là dễ xảy ra ha. Rồi, dễ, yasui desu. Rồi khó, nikui desu. Rồi, trước đó là động từ thể mas, bỏ mas, đơn giản hả? Rất là đơn giản. Yasui là dễ, còn nikui là khó. Chào ví dụ. Ví dụ này, cái thuốc này nó khó uống. Kono kusuri wa uống là gì? Nomimasu, bỏ mas, còn nikui desu. Nomi nikui desu. Kono kusuri wa nomi nikui desu. Cái thuốc này thì khó uống. Chà, vì cái thuốc này khó uống cho nên nếu mà thêm đường vào thì nó dễ uống hơn. Kono kusuri wa nomi nikui desu kara. Thêm đường vào hả? Sato có từ nào mà sato o ire kara. Nếu mà mệnh đề câu giả định thuận, nếu mà cho đường vào thì nó sẽ gì? Dễ uống hơn. Nomimasu, bỏ mas, còn yasui, nomi yasui, trở nên dễ uống, yasuku narimasu. Nè, kono kusuri wa nomi nikui desu kara, sato o iretara nomi yasuku narimasu. Cái thuốc này vì nó khó uống cho nên nếu như mà cho đường vào thì nó sẽ trở nên là gì? Dễ uống hơn, được chưa? Hai. Hoặc là gì? Thành phố Hồ Chí Minh thì gì? Dễ sống hơn. Có số bạn nói Thành phố Hồ Chí Minh khó sống bởi vì bậc giá cao, nhưng xin thưa là gì, nếu như Thành phố Hồ Chí Minh mà khó sống thì đâu có nhiều người
từ các tỉnh khác họ dọn vào Hồ Chí Minh ở hết. Thực ra là Hồ Chí Minh các bạn là dễ sống hơn các vùng ven, bạn bán cái gì cũng được hết, nên mặc dù là cái mức giá nó hơi cao một chút xíu. Hồ Chí Minh, nhớ Hồ có được không? Hồ Chí Minh chỉ là dễ sống, sống yasumimasu, yasumimasu, bỏ mask chọn yasui desu, yasui desu. Hồ Chí Minh chỉ là yasumi, yasui desu. Hồ Chí Minh chỉ là yasumi, yasui, à sumi, yasui nhé, tôi nhớ sumi, yasui desu, dễ sống, được chưa? Dễ sống mà, chúng ta bán cái gì chúng ta cũng có thể bán được. Dĩ nhiên là chúng ta phải bon chen một chút xíu rồi, được chưa? Dài hoa là gì? Cái đôi giày này nó cao quá, nó cao quá mức cần thiết. Bạn kết hợp cái cấu trúc vượt quá giới hạn hồi nãy, bạn cộng với lại cấu trúc này mình nói được một số câu phức tạp hơn ha. Kono kutsu, kono kutsu wa cao, hakaru cao quá, hakasugite. Bạn đi đôi giày 5 phân nó dễ đi, bạn đi đôi giày 1.5 nó khó đi hơn ha. Kono kutsu wa takasugite, khó đi ha. Khó đi. Aru, aruki nikui desu, aruki nikui desu, aruki nikui desu. Kono kutsu wa takasugite aruki nikui desu. Cái đôi giày nó cao quá đi không có được, nó khó đi. Được chưa? Hoặc là gì? À, ngày mưa thì sao, quần áo khó khô hả? Ngày mưa quần áo khó khô. Ame no hi, ame no hi, cái đồ giặt ha, sentaku mono. Ame no hi wa, chúng ta nhấn mạnh đi ha, nhấn mạnh cái ngày mưa thì sentaku mono, tức là đồ giặt. Ga khô, kawakimasu, kawakimasu, bỏ mask còn nikui desu, kawaki nikui desu, kawaki nikui desu, kawaki nikui desu. Ame no hi wa sentaku mono ga kawaki nikui desu, cái ngày mưa thì cái quần áo giặt khó khô, được chưa? Hoặc là bạn thấy là áo trắng nó dễ dơ hơn là những cái áo có màu khác ha. Vì sao trắng? Cho nên cứ hễ một vết dơ thôi là gì? Nhìn thấy liền. Áo trắng thì dễ dơ. Áo trắng dễ dơ. Shiroi shatsu. Áo màu trắng ha. Shiroi shatsu. Shiroi shatsu và dơ, dơ. Không ai là nó dơ, tình trạng dơ. Yogore mas, yogore yasui desu, yogore yasui desu. Shiroi shatsu wa yogore yasui desu, áo trắng thì dễ dễ dơ. Được chưa? Rồi hoặc là gì, những cái mùa mưa, mùa mưa thì chúng ta dễ bị cảm ha, chúng ta dễ bị cảm mùa mưa. Mùa mưa tiếng Nhật là gì? Việt Nam mình có hai mùa thôi nha, mùa nắng và mùa mưa. Ư kỳ, chữ mũ và chữ kỳ ha. Ư kỳ là mùa mưa, ư kỳ và dễ bị cảm. Kaze, kaze, bị cảm là gì? Kaze wa, ư kỳ và kaze ga hiki, hiki yasui desu, hiki yasui desu. Hikimasu, bỏ mask cộng yasui desu. Mùa mưa dễ bị cảm ha. Khi mà chúng ta đi mưa nhiều, dầm mưa nhiều, chúng ta dễ bị cảm. Uki wa kaze ga hiki yasui desu, mùa mưa thì dễ bị cảm. Được chưa? Đó là biểu thị khó hoặc là dễ làm một cái gì đó. Các bạn thấy một số ví dụ nó còn thể hiện là gì? Tính chất, tính chất của sự việc dễ hoặc là khó thay đổi nè. Cái áo trắng dễ dơ á, được chưa? Mai hay những gì hả? Yasui desu và nikui desu, it is cut. Đây là cấu trúc thứ hai. Nó sang cấu trúc thứ ba.
Lúc các bạn lúc trước các bạn học Narimas. Narimas. Trước đó là tính từ y chuyển thành từ, tính từ na bỏ na thành ý, danh từ cộng thêm ý, nó diễn tả trạng thái ha, trạng thái thay đổi, diễn tả sự thay đổi. Cái gì đó nó thay đổi nhưng không phải ai tác động làm cho nó thay đổi, mà gì tự nó thay đổi. Ví dụ có thể đến mùa hè là trời nó sẽ nóng lên ha. Mùa hè natsu ni naru to atsuku narimasu, atsuku narimasu. Thấy chưa? Có thể đến mùa hè là nó tự nó nóng lên, không ai làm nó nóng lên cả ha. Thì ở đây bài này chúng ta sẽ học cách nói ai đó làm cho một cái gì đó nó thay đổi. Bạn tác nào vào nó làm nó thay đổi ha. Khác với lần này nó, lúc này chúng ta sử dụng động từ shimasu là tương tự như narimasu trước shimasu và tính từ y bỏ y chuyển thành cười, tính từ na bỏ na chuyển thành ni, danh từ cộng thêm ni. Còn ngoài động từ shimasu bạn có thể sử dụng những động từ khác cũng bình thường như thế, được chưa? Rồi ví dụ làm cho cái tiếng nó lớn lên đi, nghe không có rõ ha, nghe không rõ làm cái tiếng nó lớn lên. Yoku kikoemasen, yoku kikoemasen, vì nghe không rõ. Yoku kikoemasen kara, thế làm cho cái tiếng nó lớn lên, tiếng ha, âm thanh oto. Chừng nào giọng của mình mới là koe ha, âm thanh bên ngoài oto. Ô tổ, ô, ô. Đài lớn là ô kì, tính từ y chuyển thành cư. Ô kì cư shite kudasai, ô kì cư shite kudasai. Yoku kyoemasen kara ô tổ ô kì cư shite kudasai. Ở đây bạn có thể sử dụng thể quá khứ mashita cũng được. Yoku kyoemasen deshita kara oto okiku shite kudasai, vì em nghe không rõ cho nên là làm cho cái tiếng nó lớn lên. Hoặc là gì, mãi mà bạn không chịu dọn phòng, mẹ bạn vô thấy phòng dơ quá, mẹ bạn bảo làm cho cái phòng nó sạch sẽ ra coi, dọn cái phòng cho sạch ha, dọn phòng cho sạch. Heya heya o sak kirei, kirei tính từ na chuyển thành ni, kirei ni động từ dọn dẹp, soji shite kudasai, soji shite kudasai. Thế ở đây bạn không dùng động từ soji shimasu, bạn cũng có thể dùng động từ shimasu chia về thể tên. Heya o kirei ni shite kudasai hay là heya o kirei ni soji shite kudasai đều được. Hãy dọn dẹp cái phòng cho nó sạch sẽ, hay là làm cho cái phòng nó sạch sẽ đi. Rồi hoặc là gì, ăn mặn quá ha, thấy mặn quá, hãy gì giảm lượng muối xuống một nửa ha, bớt muối xuống một nửa. Muối siêu, siêu no lượng muối ha, siêu siêu là lượng, lượng siêu này là lượng, siêu no siêu giảm xuống một nửa. Ham gừ làm cho nó còn một nửa thôi. Ham gừ là danh từ, danh từ thì phải đi với trợ từ ni. Hàn gừ ni shite kudasai, hàn gừ ni shite kudasai. Shio no ryō wo hàn gừ ni shite kudasai, hãy để cho cái lượng muối nó còn một nửa thôi, giảm xuống còn một nửa thôi. Hoặc là những bạn nữ chúng ta ăn nhiều, chúng ta ăn không hết nên chúng ta nói là bớt cơm lại nửa thôi. Thì là gì, gohan no ryō wo hàn gừ ni shite kudasai, được chưa? Nhắc lại nha, nishimasu này nó thể hiện là gì, ai đó tác động hành động và cái danh từ nào đó làm cho danh từ đó nó thay đổi. Nó khác với narimasu, narimasu đang diễn tả trạng thái.
Nerimos là trạng thái không ai tác động tự nó thay đổi. Còn đây là hành động. Hành động. Đây nè. Rồi. Nhưng với Nishima chúng ta còn một nghĩa nữa ha. Chúng ta còn một nghĩa của Nishima nữa. Trời đó là khi danh từ đi với Nishimasu. Danh từ đi với Nishimasu. Lúc này nó mang nghĩa là chọn ha. Erabimasu. Chọn. Danh từ đi với Nishimasu. Chọn cái danh từ này để làm cái gì đó. Ví dụ hỏi cơm trưa mày ăn cái gì ha, hoặc là cơm sáng ăn cái gì, à buổi sáng, bữa sáng thì chọn bánh mì và trứng. Bây giờ asamo hả, asamo hằng quá chọn bánh mì và trứng. Thần tốt tamago, thần tốt tamago ni shimasu. Bữa sáng thì tôi chọn bánh mì và trứng. Được chưa? Hiện tại thói quen thông thường tức là buổi sáng bạn ăn bánh mì với trứng đó. Được chưa? Rồi, hoặc là gì? Buổi họp thì chọn ngày mốt. Khai nghỉ. Khai nghỉ và ngày mốt ha. Asatte. Asatte. Asatte ni shimasu. Asatte ni shimasu. Khai nghỉ và asatte ni shimasu. Buổi họp thì sẽ chọn chọn ngày mốt nè. Rồi hai dùng bữa khi mà bạn lên máy bay, ta lên máy bay, đặc biệt máy bay bay sang Nhật, thì khi mà bạn dùng bữa trên máy bay thì thường có là bữa ăn Âu và bữa ăn Á. Á đa phần là thuộc về món Nhật á. Được chưa? Còn món Âu là ví dụ như là gà hay là cái gì đó. Còn món Nhật lúc nào cũng có từng hộp nhỏ ha. Rồi bữa ăn shokuji. Shokuji và chọn món Nhật hay là món Âu. Wa shoku. Wa shoku. Chữ wa là chữ hòa, shoku là chữ thực. Wa shoku là bữa ăn theo kiểu Nhật. Wa shoku to yoshoku. Yoshoku. Yo là chữ dương, dương trong gì Tây Dương ha. Shoku là chữ thực, là món ăn theo kiểu châu Âu. Wa shoku to yoshoku to dochira. Dochira ni shimasu ka? Dochira ni shimasu ka? Bữa ăn thì chọn món Âu hay món Á được chưa? Shokuji wa washoku to yoshoku to dochira ni shimasu ka? Hoặc là khi bạn đi chơi đâu đó, chúng ta chọn ở những cái khách sạn thì chúng ta vào đặt phòng thì người ta sẽ hỏi bạn là gì, chọn phòng đơn hay phòng đôi? Heya. Heya wa đơn. Single. Single ni shimasu ka? Single ni shimasu ka? Hoặc là phòng đôi. Twin. Twin. Twin ni shimasu ka? Twin ni shimasu ka? Heya wa single ni shimasu ka? Twin ni shimasu ka? Phòng thì chọn phòng đơn hay là phòng đôi? Được chưa? À, nhớ lại ha. Danh từ đi với Nishimasu nó còn mang một nghĩa, đó là chọn danh từ để làm một cái gì đó. Chúng ta áp dụng những cấu trúc này đặt thêm nhiều ví dụ nữa. Nếu chúng ta trong quá trình đặt câu có gì đó không hiểu, các bạn có thể comment ở bên dưới cái video này, cô có thể trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Các bạn nhớ bấm nút theo dõi để có thể tiếp tục xem những video clip tiếp theo. Hai mươi năm sau, お疲れ様です。さようなら。